nơi tí bông phát mà âm nạc rưu xì. Đại chiếc mà hà âm nạc này xa phí vụt nâng con tọp lùm nạp tí bì nây bì phục lục. Bạn có bông tay xa xa nhờ rộp cả chùm nuôi áo vụt bì bà tích xem xình. Đại chiếc xâm phó nập hiệp lại cả rà bọc luôn. Ở lưu ní, sự kỳ rìa cả rà bọc bà phục chá rà căm âm rịch nâng ôi kren bà nâng thà. Rất thà vị bà rà bọc lục Vladimir Putin có bông tay riêp chom đọc đầu xa phí vụt chùm mùi nâng bà tí Iran. សពីវត្តដែលរុស្ស៊ីត្រូវដោះដូរដើម្បីយកដ្រូនអ៊ីរ៉ង់រាប់រយពាន់គ្រឿងនោះគឺយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីZU-30ត្រូវទឹកដោះដូរយកដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់មកធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាការដែលរុស្ស៊ីបានផលិតអាវុធដើម្បីត្រៀមសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនឯងគឺបានប្រមាណខុស បន្ថែមលើនេះអ្នកជំនាញផ្នែកចារកម្មរបស់អង់គ្លេសមើលឃើញថាសម្បីតែមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលមាននៅក្នុងដៃក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះក៏ត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិអស់ប្រមាណជិត 70%ដែលត្រូវគេមើលឃើញថាធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាង100កាលសប់ថ្ងៃនេះមិនអាចមានប្រៀបដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នបានផងមានន័យថាទំនងនឹងមិនឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទេក្រុមអ្នកជំនាញចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែននិងអង់គ្លេសឲ្យដឹងថា ទីបំផុតរុស្ស៊ីបញ្ចេញសពាវុធទំនើបៗចុងក្រោយរបស់ខ្លួនយកទៅប្រើប្រាស់នៅលើសមរភូមិមួយទល់នឹងមួយដោយប្រើសត្វអាវុធមីស៊ីលដែលមានភាពល្បីល្បាញហើយត្រូវបានបញ្ចេញលក់ទៅឲ្យប្រទេសក្រៅទៀតផងដូចជា S-300 S-400 ទៀតផងក៏នៅតែពុំមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាយប្រហារទៅលើគូសត្រូវនោះទេ តាមអ្នកជំនាញយោធាអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសជាច្រើនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់វាយកំទេចលើគោលដៅរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាពិសេសគឺអាវុធរបស់អាមេរិកឈ្មោះថាប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតពហុមុខងារ HIMARS ដែលកំពុងប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពនៅលើសមរភូមិនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសដើម្បីជ្រាបបន្តទៀតសូមស្ដាប់ការផ្សាយជំរុញបន្ថែមដោយក្រុមស្វែនអ៊ីនហ្វូដែលមានដូចតទៅនេះ រុស្ស៊ីក្រុងលួសយន្តហោះចម្បាំងជូ-35របស់ខ្លួនទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ហើយទទួលបានដ្រូនពីអ៊ីរ៉ង់រាប់រយគ្រឿងវិញមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពដែននៅកាសអ៊ីរ៉ង់បានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីរ៉ង់មានផែនការនៅក្នុងការទិញសុខុយស៊ូ-30ជាច្រើនគ្រឿងពីរុស្ស៊ីការប្រកាសមួយនេះកើតមានឡើងដោយប្រមុខកងវិស័យការពារជាតិរបស់អ៊ីរ៉ង់តែម្ដងក៏កើតក្រោយតែពីរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលស្ដីអំពីដ្រូនរាប់រយអាចនឹងទៅដ
cả Ukraine bàn bạc để can Bona News đại nị dễ nên ngày tị buôn cả nhà đại thà cá tinh dồn ho chấm băng chung sưu xàm dập ram pi rosi thân nực nong rồi bị vẹt này còn cầm láng cá pi chia bò dương hai hay pay mahanis thân nực nong rồi bị vẹt ở bò dương dương nâng tơ tua ban nơi dồn ho chấm băng chung nón buôn bộc bộc nơi nong pe anh cốt mấy bên chia cá con tua Iran mùi ní bàn khu bên chia phong đai sẽ đây xem lại chết trong gói nực nong cá tinh sưu khỏi sưu xàm dập ram pi rosi cứ nâng bảo bật lá nơi ai tì snack cao robot con tọp đại nà cả nơi không pe chập chập nuôi ní đòi kêu ban sầm lăng mưa một chín năm một hai nơi tụm nẹt tụm đong rồi viên rồi xin nâng Iran cõi pi cho nơi cắt để can sinh nhá cà pi chia dạ pe một hai chín năm nơi không khai mặt ra chín năm pi pon một hai để chụp nay buổi đại Iran tinh nơi sập pi vớt đầm lại đập pon liên đồ lái rùm chụp mùi nắng su sam sập ram chụp đốn một hai buồn cướng không lúc miền pi cướng cứ chụp propon cà pi đại nà cả s buồn rối chụp mùi nắng cài nọp vô thiềm mùi su sam sập ram s e chụp tràn cướng cứ lật nơi Egypt có một tài xã rõ đầm rích bàn bờ miền chấm bố cả đã toàn là cam từ căn Krong Khai Rô đã tệ tân chủ mối đăng cao bổng biên cho bác toàn là cam nơi ạm mất ở robot sở trời xã rõ đầm rích hai đồng nó sẵn chủ mối đăng Khai Rô cứ rủi rõ hải đá chủ mối đăng rủ xí đòi triêm nông cao bình chung xu xăm giáp rám SE chủ mối đọc rám cường nơi chân nằm cao này tầm đồng miền ca tam đan chỉ kháng chấm bùa cây prom priem mùi tia đào robot Iran chấm muốn cầm hàm nói cứ cây prom priem nuôi kẹt cho năm pi pon đập ram hay đại Iran cứ chẳng ban nơi su sam sập chấm đuối sam sập kêu hay có đôi chia rực cro tê ca sập bay rồi kêu bà tua bay chia
miền cả hôm qua toàn cam đòi xã phía bắc từ lời Iran cái đấy công tài biểu phát sự bồi lập phía bắc hay bây giờ tới tam cái prom riêng nút cả Paris hết cứ tới thân chúng mới khai từ lai cho năm bị bắn phải giang na cái đấy Iran mình trong tới tinh tế cao sớm mà phải buôn kêu chấm độ bay rồi kêu nội tế bây giờ tới tam rồi bài ca for back cứ tham rút cơ chỉ cho ăn tiền cứ mình men chia xã phía trăm bay ở rộp bọc con tàu Iran nước nông peni nội tế có phần tai cứ sầm rập chấm mạng the world Islam đam bay vô thực tế đã châu từ nông Syria hay nước nông khả năng đi phong đai bởi dương tự tam bốn trái ca phía chết mà đang thác ca đất chính chung lực đồng bông robot drone robot Iran ai nằm ở đó rủ xì chụp bố cách khách khóng prang prang robot rủ xì thua sừng kriêm tại căn Ukraine một trái mân tí panh chạy cao mà nơi đang thác rủ xì bàn tựa dân hoa chùm đồn phí bọc hết phía Iran tiết phóng cư mô hài chi bà mối nâng giả hít đài pra hẳn bấy thua ca vì bà hà sừng kriêm lấy tình ích nâng cầm nọt cổ đài cả bà đám khai xa hà mê robot ca phía mân trái rủ xì đàn nơi dân phí ca vật hát nơi dân hoa tiếng ơn nụ đi chụp này mươi nơi cách khách khóng prang prang nơi khăn ca chụp đồ ca tê drone đo bởi tên này. Tại rõng chứ mà hôm nay drone đã cầm phung tại lịch lạc mệnh đại tế. Đối đa bóng bị phía xa ca bị muốn rồi bỏ dù ra diễn thái bằng đơn thá Iran có cầm phung tại thân được nông phim lụi thlô nơi ủ xa cầm drone ở địa bây giờ chẳng chẳng bậc hai. Bởi tên này có cầm phung xoan ở mặt khuôn đào tu nửa tì đợt lịch thlô chứ muốn chứ mà hôm nay dân hò có miền mà đủ bác đã cầm phung tại rẻ lạc. Rẻ lạc nơi mà châm bố phía ni tầm đồng. Rẻ lạc nơi châm phu ở một Gaza, Yemen, Liban, Zeri nâng rã có đôi chìa krom phía bạc cầm bùi châm đồn tiết. Đại giá cũng ổn rẻ chiết bằng lực lạng thác sơ test chìa con trái ở robot Iran. Iran miền drone, propan khnát clay, tôi ra rồi hốt đau mà chôm đam đón. Hai miền nơi drone thôn ngôn tiết, tai dùm rạp chả cám cả khu lông mơ đằng ca sớp ca. Còn cầm lắng bắt đầu vượt Iran trong bàn đăng thế, miền bàn tập bật ca dùn hò. Miền mà đủ bạc đi chả ăn chìm bật thép xây tiết phòng, hay thạp ca ca pi chít pi đoan nơi Iran. Cứ đầm bấy phần lật drone đi tầm đoan đã chấm náy đập rám, tư một phây bọn liên đồ lá, nực nô rì ạ bê mùi chân nam tầm đoan luôn. ប្រទេសនេះរងនឹងការដកទណ្ឌកម្មយ៉ាងណាណីពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក្តីប្រទេសនេះមានដ្រូនច្រើនជាងការសន្និដ្ឋានទៅទៀតហើយមានការយកឃើញថាប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសដែលអាចនាំមកនូវការទម្លាក់ទំនងដ្រូនជូនទៅកាន់រុស្ស៊ីក្នុងសកម្មភាពជាការប្រយុទ្ធកំពូលដ្រូនចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីដូចជាមហាចារ6អាចហោះហើរដល់ទៅ15000 ហ្វីតដែលលើសពី ប្រព័ន្ធការពារផ្លូវអាកាសក្នុងរយៈចម្ងាយខ្លីនិងរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ណាស់ប៉ុណ្ណេះជាដ្រូននេះគឺមានរយៈចម្ងាយតែប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងកម្លាំងស៊ូរបស់វាគឺ12ម៉ោងយោងតាមវេបសាយមួយដែលមានឈ្មោះថាវេបសាយវឹកវើនិងបទបញ្ជាគោលលទ្ធិរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមហាចារ6គឺជាដ្រូនសើបការ drone ស្រាវជ្រាវ drone ចាប់យកគោលដៅនឹងការសើបអង្កេតដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្ទុកទិន្នន័យហើយប្រើប្រាស់គ្រាប់ ចំនួន 2 នៅក្នុងការវាប្រហារយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនេះមានចំណុចពិសេស 2 ដែលរចនាឡើងវាអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកគឺគ្រាប់បែក Quam TV ក៏ដូចជា IR Glide 1 គ្រាប់ឬក៏មីស៊ីល AMA 1 គ្រាប់ និយាយទៅវាផ្ទុកគ្រាប់បែកបានមួយគ្រាប់មីស៊ីលបានមួយគ្រាប់របាយការណ៍មួយចំនួនមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើវាអាចផ្ទុកនៅគ្រាប់រំសេវប្រភេទដូចគ្នាបានដែរឬអត់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រកាសនៃយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមហាជើ 6 ត្រូវបានដឹងថានឹងបញ្ជូនទៅកាន់រុស្ស៊ីតែមិនទាន់ដឹងថាបញ្ជូននៅពេលណានោះទេ ព្រមទាំងមានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការទាំងពីអ៊ីរ៉ង់ទាំងពីរុស្ស៊ីចំពោះការដឹកជញ្ជូននៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនេះតែចំពោះសេរីសាហេតដែលជាដ្រូនមួយដែរហើយវាមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក 9និងសហរដ្ឋអាមេរិក 61គឺគេបានមើលឃើញរូបភាពការរណបថ្មីៗដែលនិយាយអំពីអ៊ីរ៉ង់ បានទទួលរយៈតេមន្ត្រីរុស្ស៊ីទៅកាន់មូលដ្ឋាននៃការពិនិត្យមើលដ្រូនសហរដ្ឋនោះតែម្ដងហើយនេះបញ្ជាក់ទៅតាមការចេញនៅរូបថតនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញពីលោកចេកស៊ូលីវ៉ាន់ដែលជាមន្ត្រីសេតាវិមានទៀតផងនោះ ហើយសហរដ្ឋអាមេរិក 159គឺជាយន្តហោះដ្រូនដែលមានកម្ពស់មធ្យមវាប្រៀបបានទៅនឹងយន្តហោះម្យ៉ាងរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលគេស្គាល់ថា Hermes 400 ហ្យូស៊ីអេវីហើយយោងតាមរបាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថា DIA ឆ្នាំ2019សហរដ្ឋមួយដែលមានតួនាទីសម្រាប់បេសកកម្មស៊ើបការណ៍នឹងការវាប្រហារពីអាកាសទៅដីហើយមានគ្រាប់រំសេវតូចៗតាមរយៈគេហទំព័រត្រាដកក្របស់កងទ័ពអាមេរិកបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេ
ដែលជាប្រមួយ12ម៉ោងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលសម័យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយវាជាប្រភេទវ៉ាស្តុងហើយក្របរំសាវវាគឺរចនាឡើងដែលអាចសង្កេតបាននៅក្នុងស្ថានភាពទៀបយោងទៅតាមសារព័ត៌មានប្រេសធីវីរបស់អ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងកាលពីឆ្នាំ2016ថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ចាប់បាននៅក្នុងឆ្នាំ2011
đại vi bẹp pon chỉ muốn nâng pesca cam tru bình đất nâng cam thi ở vốn nuôi lấy robot iran tạm đồng kêu bản toàn ai bị giáp nơi pho tăng pleca để thả drone robot iran nâng một căn rusi hai công musku nhìn gió tới vùng rìa nơi lơ tật đầy ukraine riyana nơi lai nội tệ